rồi, được rồi, được rồi. Tang 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 tang. Bỏ cơ ai muộn? Ai muộn bỏ cơ chứ ai muộn đẩy đứng lên má má. Đứng đây sợ chết. Đẩy lính lên sợ lính nó đánh em chết. Như này như chết sao? Farm từ từ để cho. Cảm ơn Đặng Nguyễn nha, cảm ơn Trần Văn Tuấn nha. Ngon không? Rồi, ơi. Úi giời ơi, thọt đồ luôn. Không ghi top lên à, từ từ, mới xuất thuốc cho vợ các bạn ơi. Quên. Tu 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 tu. Để con Hasagi này solo một mình đi đã. Solo xong rồi tính. Biết đâu nó ra 2 đồng tiền thì mình lời được 1 đồng luôn thì lời. Còn thế là không ra thì mua hết mấy con này luôn. Làm gì ông nội? Thấy chưa? Thấy chưa? Chito E nữa hả? Đấy Chito E không? Chito E mà. Chí tội mà anh em, bởi vậy mới được 1 đồng tiền lời chứ. Top 1 gà 3 hả? Ok gà 3. Nước mắt, được nha. Tôi kết cái nước mắt này nha. Chiến tướng này, thần tài này. Chani vô ngon hơn. Thần tài đến, thần tài đến. Teo 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 teo. Teo 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 teo. Ghi Azir hả? Ok. Azir 3 hai chữ thôi. Con Azir 3 nó tín hơn con đấy nhiều chứ. Đúng rồi, chết được 1 con. Mau cái nó che mẹ rồi. Nu, ba cái gì? Đấm tao nguyên xả đi. Cái thằng này cứ đấm tao nguyên xả. Đợi đấy. Mấy nhóc mà đợi đấy. Quân tử trả thù mẹ. 10 phút sau chưa muộn. Ôi ván vừa rồi kỹ năng nhận biết bài phát cần con mẹ nó tốt luôn mà cứ kêu đỏ chó thôi. Nali mà không rôn đồng nào lên ba mà cứ kêu đỏ thôi. Hình như có cái gì đó sai sai nhỉ. Trời ơi, nó không ra. Nó không ra cái con quần què gì hết. Đây, thêm của Bra ôm đi. Có cái con tan tan cho con Nidalee nó chọi. Cảm ơn Đạt Nguyễn nha. Thôi kèo cứ phải ghim sao lên các bạn ạ. Kèo mồm này mệt lắm. Kata đâu rồi ta? Kata ca tủng đâu rồi nhờ?
Ván này mà không nuôi Ali nữa đâu, mình để con Ali 9 tướng này mình đã đến chết luôn. Mình chỉ để Ali 9 tướng ở đây thôi. Rồi mình sẽ bắt mấy con 9 tướng khác đánh bằng 9 tướng. Giờ chắc là mình đớp thêm cái găng nữa. Làm thêm cái găng hoặc cái BF. Kiếm thần tài cái đó. À thôi nên khoa sát thủ này từ cả buổi chiều đúng không? Chiều nay có quả mẹ mặn. Mặn kiểu mẹ. Thuê diễn viên các bạn ạ. Búp elo bẩn vãi lên các bạn ạ. À thiệt, chiều muốn giấu cái mặt đi ghê. Muốn chui xuống đất với bạn mèo luôn. Mặn làm quả mất hết, mất mặt hết ba đại diện các bạn ạ. Làm mấy quả mất mặt ba đại diện vậy đấy. Tính lấy BF là ghép Sojin cho Nayali ấy. Nhưng mà ghép Sojin cho Nayali thì nó lại mặn quá, chơi game nó lại dễ quá các bạn ạ. Mình phải lượm mấy cái gang là chơi game cho nó khó khó một tí. Nhường bạn cái BF này. Mình đi lượm BF thì game nó lại dễ quá. Buồn lắm, không thích. Mình thích làm mấy cái điều khó hơn thôi. Cái ta Darius đâu nhở? Ta đó là phải ăn được rồi chứ. Tiết kiệm tiền đi. Nó hay đâu thôi, tao gà. Tạ. Lúc khó quá lại khóc, ui giời, khóc nó là nó ngấm vào trong máu là anh em ạ. Khóc là khóc cho vui thôi. Win tôi còn khóc mà. Có phải thua mới khóc đâu. Win tôi cũng khóc như thường mà anh em. Sao xem livestream khóc vương này mà cha, khóc vương nhiều ăn vào trong máu rồi. Rồi. Tầm máu này chắc hết đánh thần tài được rồi nhờ. Tầm cái máu này là bỏ thần tài được rồi đấy. Máu me thế này là bỏ luôn thần tài được rồi đấy. Bắt đầu bán máu đi. Tết tiền. Khóc cho vui nói thì cũng đúng mà bạn. Tại sao bạn khóc? Bạn bị cái cú, bạn bị ức chế. Bạn khóc để làm gì? Giải quả tỏa nỗi lòng. Sẽ bớt đi mẹ cái mẹ. Ức chế trong lòng thì người ta gọi là khóc cho vui thì cũng đúng thôi. Có sai đâu. Giờ ta đấm cho nguyên 5 con luôn. Con rồng này bay khôn thế nhở. Bay thẳng vào mặt Nali đứng chia lao ạ. À. Đưa cái đít lại. Vẩy vẩy cái đuôi vào mặt người ta vậy đấy. Rồi thêm con cá tà rí nà nữa là 6-9 tướng rồi. Đợi đấy mấy thằng nhóc, đấm tao để. Game hồi nãy chơi dễ quá nên ván này cố tình làm game khó lên thôi. Có gì đâu. Cảm ơn Lâm Tùng nha. Ui cảm ơn bạn Văn Thiên nha. Cảm ơn Giang Nguyễn luôn, cảm ơn Na Dương nha. Đấy, để con Annie ở đây là magic này đấy. Lên tiền liền. Magic. Hựa. Magical. Thấy chưa? Nằm trong sự tính toán rồi anh em ạ. Nói là kata là ra kata mà. Nó nằm ở đây hết rồi. Người ta gọi là trí tuệ anh em hiểu không? IQ 8 tỷ luôn ấy. Trí tuệ vãi lên luôn ấy. Được chưa? Nó nằm ở đây hết rồi này. Bán máu chẳng qua là để được nhặt đồ gọi là mẹ. Ping ping cho kata thôi. Chứ mấy này tôi thích tôi đánh Winchick trăm máu ấy hồi. Có gì đâu.
Chẳng qua bán máu cũng nằm ở trong gọi là cái kịch bản của ngài thôi chứ có gì đâu. Bán máu nằm trong kịch bản này anh em ơi. Bán máu nó nằm ở trong kịch bản, nó đòi diễn rồi. Châu nhà ở câu diễn. Ôi ván này có đánh bằng Nidalee đâu mà Nidalee ba làm gì đấy theo. Trời ơi, nói nằm trong trí tuệ tính toán thì anh em lại kêu chiếm gió ạ. Thực sự là như vậy mà. Thấy chưa? Game kỹ năng vãi lên luôn. Game trí tuệ vãi lên luôn. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Đù, khăn diệt luôn, kinh 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 kinh. Combo. Chắc. Rồi, sai kata. Ấy nha. Con này nó chặn rồi, không thấy cái lao này là chết con chít nào đấy. Quỷ da này chặn khéo thế nhở. Có chặn hơi khéo đấy. Bây giờ kiếm một Darius này, hoặc là Z để kết đồ tể nhá. Bây giờ làm quả giáp thiên thần cho con chi Namiel. Bây giờ đánh bằng chi Namiel luôn nhá. Ván này đánh bằng chi luôn. Giáp thiên thần bàn tay công lý chin rồi này. Chin em giáp thiên thần cái nhỉ. Ui, Kata tên ăn luôn này. Kata tên ăn chiến con mọ nó tướng luôn này, nhìn gắt thế nhỉ. Được của nó. Kata tên ăn chiến tướng luôn. Hơi được rồi đấy. Ôi kiếm súng này. Nuôi Kata không nhỉ? Nuôi Kata thì nó lại dễ quá các bạn ạ. Giáp thiên thần cho gáp. Thắng bán con này Ali. Vừa tròn lợi tức. Bởi anh Binh. Lên chết 8. Xúc sắc kiếm này Nidalee. Xúc sắc vô Nidalee. Ra 3 con Samira. Easy game. Han Kalista này bắt được nhá. Han Kalista này bắt được đấy. Bắt được đấy. Bắt được tí kích cuồng giáo. Với lại xong đấu. Tí mình kẹp Aatrox ấy. Vãi cái Red Dog à. Bạn nhìn cái màu này mà kia là màu Red Dog đấy hả? Biết chơi game không?
56 máu. Mà kêu là đét đó ư? Ừ. Có nhầm không vậy? À, thằng nhóc top 1 để tưởng thế nào ơi. Cứ cổ phát. Tưởng gì? Ui giời, hai con heo luôn kìa. Được thế nhờ. Làm tí vitamin thần tài luôn luôn, kiếm thêm con Darius bỏ vô nữa, ba đồ tể ba thần tài ấy. Kiếm tí tiền rồi xoay bài không? Đồ tể này. Để giáp tinh thần cho Samira hay cho Chin à? Thôi nuôi Chin đi. Nếu bé Chin cũng được. Đấy, đấy, thấy chưa? Ôi trời ơi, chơi game này. Đấy. Ôi giời ơi, tính toán thế này là chết rồi Châu ơi. Chơi game mà bởi anh binh thế này là chết. Chơi game thế này à, chơi lại Châu. Mà chơi game gì sao chơi. Thiệt chứ. Á đù. Kì đấy, kì đấy. Chơi game mà bờ rồ bờ lay ơ thế nhở. Bờ rồ bờ lay ơ thế ta. Đây này, anh em nhìn này. Nhìn tôi chỉ làm một lần thôi này. Thấy chưa? Xong đéo có tiền mua luôn, thấy chưa? 92 này. Rồi vứt Garen này. Thắng bán hai con Vi này. Bình bình chưa? Tôi chỉ làm một lần thôi. Ấy nuôi 95 là chất lượng luôn. Đéo thắng, đéo bán được luôn. Cài thế nhờ. 99 tướng luôn rồi đấy. Đợi con On đúc đồ xong đến 99 tướng luôn rồi đấy. Nhờ đâu. Rồi đợi em này đúc đồ xong là 99 tướng rồi chứ còn gì nữa. Chẳng qua để Kata hơi sai chỗ thôi nhá. Đấy đợi em này đúc đồ xong đi làm quả 99 tướng vào. Cho con Azir vô đi. Tôi nói là tôi chỉ làm một lần thôi, tôi không làm lần hai đâu. Làm mẫu một lần thôi. Làm mẫu lần đủ rồi anh em. Làm mẫu chi nhiều. Autop được mà, ván này autop là bình thường mà, có gì đâu. Má này auto là bình thường mà. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Đợi On đúc đồ được đã. On mà đúc ra đồ cùi mình lại lấy cái búa rèn này mình đúc lại cái đồ của nó. Bây giờ cứ con Kata đi. Con Kata là chủ lực trước đã. Con Kata làm chủ lực trước đã. Đây này. Giờ cho con này chiến tướng cũng được này. Cho con này chiến tướng cũng được. Tí bỏ con này ra luôn. Bỏ con này ra. Bỏ con này ra cho set chiến tướng vứt Vi vào.
Đợi on đúc đồ xong đã. Là vớt 9 chiến tướng là cho xét chiến tướng tạm. Rồi khi nào ốc 9 ấy mới xài Samira chiến tướng. Bây giờ mà đúc ra cái giáp tâm linh là bờ binh luôn để xét luôn. Không thì đúc ra cái tam hợp cho con chim cũng tạm tạm. Đúc cái tam hợp ra cho chim được rồi. Đúc ra cái tam hợp cho chim là ok rồi. Không thì khiên trụ Randium cũng được. Ui dồi ôi, quả xoáy kìa. Ui, quả xoáy bình thế. Ui dồi, quả xoáy kìa. Được thế nhở. Sờ quên này. Súng hai tạc cũng được đấy nhở. Súng hai tạc chi 50 cũng ngon đấy nhở. Kiếm mớ tiền các bạn ơi. Súng hai tạc chin. Súng hai tạc cho xét. Tí mình đưa Samira súng hai tạc mới bình các bạn ạ. Bỏ hai con này đi. Garen, Vi, bỏ con này ra. Xét chiến tướng súng hai tạc. Chín chiến tướng. Xoáy bung đít nó lên cho anh. Chín chiến tướng thì không cần phải sát thủ luôn. Ủa, tiền về, tiền về. Ba đồng, ngon thế nhờ. Ui, súng hai tạc kiếm tiền là is the best luôn. Ui dồi ôi. Được thế nhờ. Một mớ tiền luôn. Ping ping. Rồi, để lên chết 9, đánh 9 chiến tướng. Đưa Samira súng hải tạc với lại quả mẹ. Súng hải tạc với lại chiến tướng là mẹ nó ngoáy một phát. Nghĩ thế là nó phê vãi đái rồi. Xin ghê. Cho chi lên cao ứ. Để xíu. Lại thêm cái giáp tinh thần nữa. Khó thế nhờ. Chơi game khó vậy ta. Đúng chứ làm khó nhau luôn ấy. Tớ hiểu cho cái giáp tinh thần để làm gì nữa. Nè. Chán thật. Game nhái ghê luôn. Ui, lắp chiếu sau luôn mà. Được thế. Ui, con Kata nó làm hết rồi. Tôi đang tính để cho con Seth nó giết người các bạn ơi. Đúng rồi, giết như vậy mới có tiền. Con Seth nó giết người mới có tiền các bạn ơi. Con Seth giết người nó mới có tiền này. Đang tính để Seth giết người mới có tiền. Thôi cũng không cần ấy chớp đâu. Mua để tạm. Mua để cho vui. Tên này đi nhặt được cái đồ chiến tướng xong kiếm một Kalista hay là kẹp con ấy chớp vào ping. Kẹp con ấy chớp vào là ping luôn. Mắc vào đầu đó. Tên này nhặt được đồ chiến tướng này. Nhặt được cái đồ biến chiến tướng xong kiếm để ấy chớp cầm chiến tướng. Đồ Samira vô, ấy chớp kéo gom lại. Rồi Samira mẹ quẩy Kata xoáy. Ui dồi ôi. Game là dễ luôn. Tí nước mắt mình cho con Fai nó lướt sớm các bạn ơi. Ui con rồng kìa. Ui khiên trụ Randium kìa. Ui bài thằng này ghê quá. Thua chắc luôn hứa. Thắng được là mẹ, là lạ luôn ấy. Thắng được là hơi mẹ tài đấy. Thắng được là hơi tài đấy các bạn ạ. Thắng được là giỏi luôn ấy. Ui ngon quá. Thắng được luôn. Giỏi. Vỗ tay. Hay quá. Rồi đấy. Bán Nidalee sẽ ăn đầu bòi ăn cứt à. Cứ bán Nidalee thôi.
Thua rồi. Thua rồi, thua rồi. Bà mẹ mất ulti luôn kìa. Mất được cái thông đạo đôi khi là cái bùm phát đi hết luôn đấy. Mất được cái thông đạo là cái pẹp phát đi hết rồi đấy. Thua luôn mà. Đúng như em nhá luôn mà. Thua luôn này đấy. Ảo ma chưa. Mình thấy cái team sờ băng cũng ngon đấy. Team sờ băng. Team băng ngon đấy. Mình cần cái team băng này nha. Team băng thậm chí là mình treo luôn con 950 team băng ấy. Mình tính lấy cuồng đao cho 950 rồi đấy. Mà thằng này nó lấy mất rồi. Lấy team băng đi cho chim đó. Nó quẩy con nó quẩy mấy con rồng rủng với lại con nó lướt lại mấy con carry ấy các bạn. Con 950 cầm team băng nó khốn nạn lắm nha. 950 team băng nó lướt lại mấy con carry ấy. Nó đơm mấy con carry được. Xin con xà mỹ rà đi. Đây rồi. Bởi anh binh. Rồi cho con Pai này cái nước mắt đi. Ôi giời, chưa cần đến luôn. Chưa cần đến Samira ra tay luôn. Là nó, Kata nó làm hết rồi. Quá Kata luôn. Ôi, 950 tim băng ngon hơn bạn ơi. Con Pai nó rớt đi, con 950 khốn nạn lắm. Bạn cứ tí, bạn cứ nhìn con 950 này. Bạn nhìn con 950 nó làm mẫu một lần này. Con 950 tim băng nó khốn nạn lắm. Đợi xíu đi, bạn sẽ thấy cái độ khốn nạn của nó. Thôi để con này lên trừ giáp đi các bạn. Con này lên đây, để nghe lên đằng sau. Trừ giáp thì để phía bên này đi. Hay phía bên này cũng được. Cứ để ở giữa thôi. Vẫn chậm thôi. Ý rồi, nhiều tiền quá, nhiều tiền quá, nhiều tiền quá. Ôi, có cái súng hải tặc kiếm tiền phê phết nhờ. Phê thật đấy. Súng hải tặc kiếm tiền hơi phê. Úi, ba đồ luôn này. Bàn tay công lý cho Chiname này. Rồi, Chiname cứ cho nó cầm tim băng nhá. Thông đạo. Thông đạo cho Vi đi. Hoặc là Javan. Giáp máu. Giáp máu cho Azir. Giáp máu cho Azir luôn. Ba đồ này không đồ nào mà không xài được nhá. Xài hết. Chiname cứ cầm tim băng đi khốn nạn lắm. Còn Chiname cầm tim băng tính am với con Talon, con Morgana với lại con rồng ấy. Ngon lắm. Thôi thông đạo được, cái nào cũng xài được, tại sao phải đúc nhờ. Bàn tay công lý Chiname là ngon này. Thông đạo cứ cho Javan đi này. Để ôm đam này, hút đam đằng sau này. Đừng có ai am này. Cho nó chạy một vòng trái đất này. Còn cái giáp máu này cho con Azir luôn cho nó được đẩy này. Có gì đâu, đúc lấy cái gì. Đấy, khi nào cần đúc thì đúc. Ủa đồ xài được hết mà tại sao phải đúc. Đúc có ra đồ cùi hơn sao. Thôi thông đạo Javan. Đây gặp thằng rồng này. Mẹ cái con Lulu này. Nhìn chán chưa. Thua nó luôn này. Đái đái ạ. Nó còn con xét ở nhà thua ấy. Nó thật chứ không nói đùa đâu. Thua nó luôn này. Chán chưa. Thấy chưa. Nó còn con xét này. Nó thua thật chứ đùa đâu. Set 2 cầm đồ binh quá. Rồi, roll lấy Samira 2 cái đã. Roll lấy Samira 2 mới ăn được.
Haji 2, Samira 2 rồi mới ăn. Ui dồi, ở đây rồi. Đủ con set đấy, tí biết đâu đánh được set 9 tướng. Ôi thằng này thì đánh được. Thằng này thì mình đánh được các bạn ơi. Thằng này không lo. Đốn gì ốc 9 nãy giờ, giờ lên Samira 2 bình thường má, có gì đâu. Có gì đâu mà lạ lẫm trời. Có cái đệt mẹ. Đây, ôm người ta lo lại. Đúng rồi, ôm người ta lo lại đấy, thấy chưa. Nào, team băng thể hiện tác dụng đi em. Mày một đống tiền. Ngon. Ai win? Nó là bố mày win. Ok. Bố mày win. Bây giờ phải xếp làm sao cho con Kata nó xoay được con rồng. Xếp sao cho con Kata nó xoay chết mẹ con rồng. Ủa thằng này nó cất rồng ở trong luôn này. Chấp rồng vậy? Hay là bỏ ra không kịp? Bỏ ra không kịp à? Chắc là bỏ ra không kịp rồi. Chấp rồng cái gì bỏ ra không kịp rồi. Ngu, chơi ngu. Chơi ngu kiểu ném rồng vô trong xong thể hiện trình độ thay rồng ra ngoài anh em. Thể hiện trình độ này. Thể hiện này nó đơm cho một phát gần nguyên sàn luôn. Thể hiện cái gì? Nó đơm cho một phát gần nguyên sàn. Đây đây, cái này ngon, cái này ngon, cái này ngon. Cái này ngon. Rồi, ok la, có xong đấu luôn. Nhường cái gì? Ông nhường cái gì? Tôi gắt chắc chắn rau này tôi gặp bóng là ông nhường cái gì vậy? Rồi, cái này ngon rồi. Brazilian 2, Samira. Mình đang kiếm con Azir 2 mà sao ít Azir quá. Mình xin lỗi được chưa? Nghe nó cũng hợp lý phết. Rồi, Kata góc đẹp nha. Góc Kata hơi đẹp nha. Bung đít nha, nó xoáy cho bung đít nha. Ui dồi ơi, gần cút luôn nha. Nắng chiếu lung linh mùa hoa vàng. Mình xin lỗi được chưa? Sử dụng có 20% công lực thôi mà cũng thắng được đấy. Rồi, tên này Neko ấy lên 953 xong. Easy game. Cùng săn luôn à? Cùng săn à? Đúc cùng săn nhá. Không cần cung săn đâu, đám cái bài này cần gì cung săn. Trời ơi, rôn tới gần 7 chấm mới ra con AG2 mà bạn ăn. 6.6 mới ra AG2 thì có gì đâu mà đỏ, ấy chắc không đỏ. Ở khi nào chi 53 sao đi ở tính. Này, giờ cho ra cái Neko đi là đẹp rồi. Không ra Neko luôn à.
Ui, dây chuyền chủ tội này. Cho bài luôn. Ai. Không kịp rồi. Bốc Samira. Phải chửi nó ngu đi chứ. Bạp. Bạp. Đấy. Bạp. Ôi giời ơi, thiệt tình luôn đấy, game dễ thế nhở. Kéo nó đây. 7.1 mới lên 93 là chuyện bình thường mà. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình ghép tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.